Video này được mang đến cho bạn bởi content Phúc Lộc, editor Minh Châu và tôi, Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất cho tất cả mọi người. Gì làm gì cũng xem được. Đặc biệt là những ai đam mê drama của một trong những ngành nghề nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tất cả sẽ có trong hồi ức của một geisha. Câu chuyện bắt đầu tại một làng chài nhỏ, nơi cô bé Chiyo cùng gia đình nương náu do gia cảnh nghèo túng. Lại thêm người vợ bệnh tật triền miên, bố của Chiyo đành chấp nhận bán đi hai cô con gái của mình. Trải qua một chặng đường dài, hai chị em bị đưa đến một khu phố sầm uất, nơi người ra người vào tấp nập. Chiếc xe chở hai cô gái trẻ khựng lại tại một okiya. Một người phụ nữ đi ra với vẻ mặt dò xét, rồi bà ta quyết định giữ lại Chiyo. Còn cô chị thì đưa đi đâu chẳng rõ. Sau đó, Chiyo được đưa đến gặp Mama, một quý bà đam mê vape. Rít một hơi tẩu dài, bà ta check chân của Chiyo rồi đến đôi mắt. Ôi chú choa mà ơi, mắt nó lênh láng quá. Mắt đẹp thường đi đôi với sóng gió nên bà ta không ưa, nhưng xuống tiền rồi nên cũng chịu. Đồng trang lứa với Chiyo ở đây còn có Bí Ngô, một cô bé ôm mộng trở thành geisha, chỉ để ngủ quá giờ trưa mà vẫn sống sung túc. Ngày hôm sau, Chiyo được đưa đi tẩy rửa để triệt tiêu bớt cái mùi hèn mọn rồi mới bắt đầu công tác của một tỷ nữ. Dù đã có chốn ăn chốn ở là vậy, Chiyo vẫn mong muốn bỏ đi tìm chị. Nhưng giữa hàng ngàn mái nhà thế này thì tôi nghĩ cô nên đi tìm một phim của Trấn Thành mà không bị chửi thì dễ hơn. Tại Okiya này, người đắt hàng nhất là Hatsumomo, máy in tiền chính nê được Mama ít nhiều nể nang. Nếu sắc đẹp của cô là 10 thì tính cách của cô là 1 tỷ luôn. Ngay trong lần đầu gặp Chiyo, Hatsumomo đã thượng đẳng, coi cô bé như thứ cá tanh hôi thối, rồi cấm cô bé bén mảng đến phòng mình. Nhưng mà ai ngờ con tạo xoay vần, biết đâu Hatsumomo lại ngã ngựa. Nhất là khi Chiyo và Bí Ngô đã được cho đi học để trở thành geisha trong tương lai. Trong một lần phải dọn phòng cho Hatsumomo, vì sự tò mò nên Chiyo đã rít thử mùi phấn. Đúng lúc đó thì lại bị cô ả kia bắt gặp. Sau buông những lời mắng nhiếc cay nghiệt, Hatsumomo tiết lộ việc trước đó chị của Chiyo đã đến đây tìm. Cô bé muốn gặng hỏi địa chỉ, nhưng đời nào ả ta nói toẹt ra dễ như vậy. Hatsumomo yêu cầu Chiyo phải làm pet cho mình, khi nào vui mồm thì ả mới nói cho nghe. Vào một ngày nọ, Hatsumomo cùng một đồng nghiệp đã lấy trộm một bộ kimono của đối thủ cạnh tranh. Với một geisha thì kimono như là máu là thịt, lỡ mà bị hỏng thì coi như bỏ, tăng tính kích thích. Hai ả gọi Chiyo lại, lừa là làm cái này đi rồi tao nói địa chỉ chị mày cho. Thôi thì may là không bị bắt đi xem giờ Marvel. Chiyo đành phá hoại bộ kimono, nhưng như thế là chưa xong. Hatsumomo còn bắt Chiyo phải đem kimono trả lại, với kỹ năng đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Tất nhiên Chiyo bị phát hiện và bị đánh cho một trận như đòn. Tuy con lươn thấm vào thớ thịt, cô bé vẫn cắn răng mà chịu đựng. Tất cả chỉ để đổi lấy thông tin của chị mình. Tuy hãm nhưng mà Hatsumomo cũng là người uy tín. À ta cuối cùng cậy miệng mà tiết lộ thứ cô bé cần. Ngay trong đêm hôm đó, sau khi đưa Hatsumomo đến chỗ làm, Chiyo đã mò đến được chỗ của người thân. Cô bé muốn cùng chị trốn luôn vào ngay, nhưng cô chị không đồng ý, mà lùi deadline bỏ trốn sang đêm mai, để cho cô còn có thời gian tranh thủ ăn trộm ít tiền cái đã. Nhưng mà nếu đời lúc nào cũng như ý muốn thì chắc giờ Chiyo đã làm tổng thống Mỹ. Ai biết được chữ ngờ sẽ ra sao. Vừa trở về Okiya, Chiyo phát hiện có một tiếng động lạ ở trong nhà kho. Hatsumomo đang thở dốc cùng nhân tình, phát hiện có kẻ ngó lén, gã hốt hoảng toàn bỏ chạy thì vô tình đánh động Mama. Hatsumomo thấy Chiyo thì cay lắm. Rõ ràng mình đã mở lối cho nó trốn mà con danh này còn về báo. Tay tình nhân thì vẫn tranh thủ hôn nốt cái rồi xách dái chạy thẳng, bỏ lại cô ả còn ngẩn mặt trông theo. Để tìm cách đối phó, Hatsumomo vội nhét tiền vào áo Chiyo, vu cho cô cái tội thó tiền bỏ trốn. Và thế là lại ăn đòn. Trong cái lúc bị quất tới tấp, Chiyo đã nói hết sự tình, bao gồm tên của gã tình nhân. Như đã biết qua từ trước, Mama cho người khống chế Hatsumomo lại rồi tự tay kiểm tra và tìm được sự trung tình của gã kia. Bà liền xít một cái tát thẳng mặt Hatsumomo, kèm theo bài học vỡ lòng của một geisha đã dấn thân vào cái nghề này, yêu yêu cái bíp, rồi ban lệnh chốt hết mọi lối ra. Trong cơn mưa tầm tã đêm đó, hai con người nhìn nhau đầy bất lực. Ánh nhìn của hai kẻ không thể thoát khỏi Okiya này. Dù là thế nhưng Chiyo vẫn nuôi hy vọng tự giải thoát. Đêm hôm sau cô bé lẻn lên mái nhà, men theo đó mà trốn chạy. Nhưng mà trời vẫn chưa thương Chiyo. Cô bé bị hụt tay ngã xuống. Hậu quả là Mama lại tốn thêm tiền chữa thương. Kể từ ngày Chiyo đến đây, bà ta đã tốn không ít tiền của mà trả được cái mẹ gì. Và để cho bỏ tức, Mama đã thông báo rằng chị của Chiyo đã trốn trong đêm đó. Bố mẹ thì đã quy tiên. Giờ đây dù có muốn hay không thì chốn này là gia đình duy nhất mà cô bé có. Vì làm mất danh dự của Okiya, Chiyo bị Mama cho ngừng học và trở thành một nô lệ đúng nghĩa để trả những khoản nợ thân mang. Trong một lần đang ngồi trầm cảm, Chiyo đã gặp được định mệnh, một gã đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, ngôn từ dễ khiến con người rung động. Geisha bên cạnh gọi ông ta là chủ tịch. Đó là những gì mà Chiyo biết về con người này. Bên cạnh sự ấm áp của cây đá bào Siro,
cùng một chút tiền mà ông ta dành tặng, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã biến Chiyo từ một cô bé trống rỗng thành một con người sống có mục đích. Cô ước ao khát khao trở thành geisha để có cơ hội sớm gặp lại chủ tịch. Thời gian trôi qua, trong khi Bí Ngô đã được debut dưới sự chỉ dẫn của Hatsumono thì Chiyo vẫn là một con hầu. Nhưng số mệnh nhiều khi lạ lắm. Trong một lần mang đàn cho Bí Ngô, Chiyo đã gặp lại chủ tịch. Tuy nhiên hoàn cảnh quá bất ngờ khiến cô nàng bị ngại mà ba chân bốn cẳng chạy biến. Dù cuộc tái ngộ chưa thành nhưng ít nhất nó cũng giúp cô có thêm hy vọng cho giấc mơ của mình. Mùa đông đến cùng với tuyết, một người đặc biệt đã gõ cửa Okiya. Cô ấy là Mameha, chủ sở hữu tấm kimono từng bị Hatsumomo lấy trộm. Mục đích của cô đến đây là để đàm phán về tương lai của Chiyo. Mameha sẽ chi trả mọi khoản chi cho đến khi tiểu nữ đó trở thành geisha, với thỏa thuận chắc nịch rằng Chiyo sẽ trả hết nợ sau 6 tháng debut, cùng với những khoản chia chác đi kèm. Ban đầu thì Mama không ưng, nhưng mà có geisha top tier đứng ra bảo lãnh thì thực ra cũng khá là tín. Mama ok. Và thế là Chiyo chính thức được luyện rèn dưới sự dẫn dắt của Mameha. Ngày đầu tiên trong quá trình đó, Chiyo đã được chị cả giới thiệu với Nam Tước, người bảo trợ của cô. Trong tương lai, Chiyo cũng phải tìm được một người như thế nếu muốn tồn tại ở cái giới geisha beast này. Sau khi check dung nhan của Chiyo, Mameha đã ấn tượng với đôi mắt đại dương. Tiếc thay nó chưa được tận dụng, nhưng không sao vì phần này cô lo được. Nàng geisha chỉ dạy cho em út từng chút một, từ cách cúi đầu sao cho đúng, cách ngồi dậy sao cho sang, cách đi lại sao cho nó uyển chuyển, những cử chỉ tao nhã, kỹ thuật của anh Bảnh, vân vân và mây mây. Bên cạnh đó, Chiyo cũng được chỉ bảo về thế nào là một geisha chính hiệu. Họ là những tác phẩm nghệ thuật biết đi, bán tài nghệ chứ không bán thân. Phải biết giữ mình trước những kẻ đàn ông hao háo, từng chút một. Cô gái tỳ nữ ngày nào nay đã thoát xác, trở thành một mỹ nữ có thể cuốn hút đàn ông chỉ với một ánh nhìn. Một cuộc đời mới sẽ bắt đầu với Chiyo khi cô trở thành một Maiko, aka geisha tập sự, với nghệ danh là Sayuri. Đó chính là bước đệm để cô hướng đến người trong mộng cho đến khi cô là của người đó. Trong lần đầu cùng Mameha tiếp khách, tuy có sai sót trong khoản rót trà, nhưng bù lại khi Chiyo lên sàn múa quạt khá là uyển trên nền nhạc, đàn ông mê cô tít mít. Cùng lúc đó, Hatsumomo cùng Bí Ngô cũng đến. Sau bài biểu diễn của đàn em, cô ả tỏ ý coi thường, mỉa mai các thứ. Nhưng Chiyo không như ngày xưa nữa, bật lại tanh tách như nhân viên bất mãn với sếp, chê là Hatsumomo già rồi thì nghỉ đê cho nó đỡ tăng huyết áp. Hatsumomo nghe vậy thì chả khác nào bị vả liên tục vào mặt, cay cú thề rằng mình sẽ khiến cho cuộc đời của Chiyo tan nát. Sau khi kể mọi chuyện cho Mameha, Chiyo được khuyên rằng muốn có một chỗ đứng cần phải có một điểm tựa. Vậy nên Mameha đã đưa cô em tới sàn đấu sumo để gặp Nobu, người đứng đầu công ty điện tại Osaka. Xuyên suốt trận đấu sumo, Chiyo đã khiến Nobu bị cuốn hút bằng nghệ thuật miệng lưỡi của mình. Nhưng mà Chiyo khôn lắm, mục đích chính vẫn là ngài chủ tịch cơ. Ngay trong tối hôm đó, Chiyo lùng sục mọi tờ báo để lấy hình của người thương, cất thật kỹ để lưu giữ thời gian họ bên nhau. Chiyo muốn giữ trọn trái tim cho người cô thương duy nhất ấy. Mặc dù bề ngoài cô phải hướng tới Nobu, cuộc đời Chiyo tựa như một trò chơi mà chỉ Mameha mới biết luật. Chị cả muốn sắp xếp một cuộc đấu giá với món hàng là cái ngàn vàng của Chiyo. Hai người sẽ trả giá là bác sĩ Cua, người từng thăm khám vết thương nhân tạo cho Chiyo, và chính Nobu, người được Chiyo trao Ekubo trong buổi tiệc. Tuy nhiên kế hoạch đó sinh biến khi bác sĩ Cua đã từ chối tiếp họ. Nghi ngờ Hatsumomo nhúng tay vào, Chiyo cố gắng hỏi Bí Ngô và không nằm ngoài dự tính. À kia đã đến gặp bác sĩ Cua, giờ tạo tai tiếng dâm tả cho Chiyo, khiến cho ông ta phải quay xe. Nhận thấy kèo này coi như bẩy, Mameha liền tìm đối tác khác để nâng cấp PR cho em út. Cô chị cả đã cơ cấu cho Chiyo được làm kép chính trong buổi biểu diễn với quan khách toàn tai to mặt lớn. Ban đầu Chiyo còn hơi rén vì sợ thực lực của mình chưa đủ. Nhưng đến khi lên sân khấu, cô chói như một siêu sao nhạc pop, một geisha với kỹ thuật và nhan sắc tuyệt đỉnh khiến mọi gã đàn ông bên dưới mê mệt. Sau màn trình diễn đó, sự chú ý dành cho Chiyo càng lên cao hơn. Chiyo thành công tẩy trắng với bác sĩ Cua, đồng thời khiến cho Nam Tước rung rinh. Ông ta ngỏ ý muốn mời cô đến dự tiệc hoa anh đào. Mameha cố gắng từ chối, nhưng mà đây là Nam Tước cơ mà. Cộng thêm lời khích đều của Hatsumomo, Mameha cứng họng luôn. Tuy nhiên nếu Chiyo không muốn thì Mameha sẽ không ép, nhưng Chiyo sẽ đi. Mục đích của cô không phải là làm mềm làm mỏng với đàn ông, mà chỉ là để được gặp ngài chủ tịch, như được thỏa ước muốn. Hai người đã có lần đầu được nói chuyện riêng, dù chủ đề cứ xoay quanh gã Nobu, nhưng với Chiyo được tâm sự với người thương như thế là sướng lắm rồi. Đang vui thì Nam Tước cắt ngang. Ông ta muốn mời Chiyo vào trong để tặng cho cô bộ kimono. Một khi nam nữ trong phòng kín thì nhiều điều có thể xảy ra lắm. Suýt chút nữa Chiyo đã bị vấy bẩn, phải dãy mãi thì tay kia mới chịu thôi. Cơ mà chỉ thế thôi là đủ để Chiyo dính phốt. Đời nào có ai mua một trái đào khi nó đã bị đồn bên trong đã có sâu. Nhưng Chiyo không phải một trái đào bị sâu khoét. Mameha đã đến gặp Mama và tiết lộ cái giá ngất ngưởng cho lần đầu của Chiyo, khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Có vẻ bất ngờ cỡ đó là chưa đủ,
Mama cũng tuyên bố Chiyo sẽ là người kế thừa Okiya này. Dĩ nhiên điều này khiến Hatsumomo không chịu. Bản thân đã không được làm người kế thừa, nay Maiko mà mình nâng đỡ cũng ao. Mama thừa ra đời để hiểu Bí Ngô chỉ là con rối của Hatsumomo. Hơn nữa còn là Maiko còn Tring thì có cái nịt bà cho. Thấy đuối lý, Hatsumomo bắt đầu chơi bài kể công. Nhưng Mama counter bằng cách một loại đàn bà đưa dai về chén rồi tính nết khó chịu thì chả có cái gì mà gây với xa. Mày lên lầu xanh.us mà giao hàng, đã bán bông lại còn là bông sắp héo. Đọ làm sao được với một mầm non huyền thoại như Chiyo. Hatsumomo cay chứ, mà có làm được gì đâu. Bất lực không thể chống đối. Trong khi ra về, Mameha đã xin lỗi Chiyo về việc bản thân đã không bảo vệ cô khỏi nam tước, đồng thời cũng tiết lộ người đã thắng đấu giá. Người đó là bác sĩ Cua. Và sau cái ngày đó, Chiyo đã trở thành một geisha thực thụ. Khi lên phòng, cô phát hiện Hatsumomo đã tìm ra chiếc khăn của chủ tịch và đang chuẩn bị hỏa thiêu nó. Khói cần nghĩ, Chiyo lao đến quyết đòi lại kỳ vật, kéo theo một cuộc ẩu đả điên cuồng giữa hai người phụ nữ. Hậu quả là cây đèn bị đổ và ngọn lửa bùng lên dữ dội. Trong lúc những người khác cố dập lửa thì Hatsumomo bỏ ra ngoài, bồi thêm dầu để nó phừng phừng lên, rồi ngồi gục xuống ngoài hành lang. Nơi đây thực tế đã từng sống nhờ dòng tiền của ả. Vậy mà cuối cùng ả chẳng nhận được gì. Đến mờ sáng thì ngọn lửa cũng lụi và Hatsumomo cũng rời đi. Ả ta cũng từng khao khát được yêu, từng hy vọng về một tương lai nào đó, nhưng cuối cùng lại phải chịu cảnh cô độc. Đó có thể là tương lai của Chiyo. Ít nhất là khi một tương lai khác thực sự xảy ra, chiến tranh kéo đến, từng đoàn xe di tản xuất hiện, đưa người dân đi đến vùng khác lánh nạn. Điểm đến của đoàn xe lại là trọng tâm bị oanh tạc. Chủ tịch sau khi hay tin nên đã đến tận nơi để tìm Mameha và Chiyo, rồi giúp họ đến những nơi an toàn hơn. Hai chị em cũng từ đó mà chia đôi ngả. Chiyo được đưa đến một nơi xa, chẳng biết khi nào hay còn cơ hội nào nữa để cô được gặp lại mọi người, là với chủ tịch. Một thời gian sau đó, khi chiến tranh kết thúc, Chiyo của hiện tại chỉ là một thợ nhuộm vải, không son không phấn, không múa không ca, chẳng còn một nàng geisha kiều diễm một thời nữa. Đến một ngày nọ, có một người đàn ông từ Osaka đến tìm. Chiyo đã mong mỏi đó là chủ tịch, nhưng không, đó là Nobu. Số là hậu chiến tranh, tài sản của ông và chủ tịch đã bay màu. Để tái thiết lại thì họ cần viện trợ của người Mỹ. Trùng hợp là người quyết định, đại tá Derek, lại rất ấn tượng với tấm hình của Chiyo. Vậy nên Nobu cầu xin Chiyo trở lại là một geisha để giúp đỡ họ. Tuy có chút ngần ngại nhưng khi biết việc này sẽ có ích cho chủ tịch, Chiyo cũng đành gật đầu đồng ý. Nhưng con phố bây giờ đã đổi khác, nó tấp nập và đậm sắc Tây phương hơn. Những cô ả làng chơi giờ cũng tô mặt, mặc kimono, và họ cũng tự nhận mình là những geisha. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Chiyo cần tìm người giúp đỡ, và người có thể làm được việc này chỉ có thể là Mameha, nữ thần geisha một thời giờ tiểu tụy quá. Cô đã bán hết toàn bộ những thứ quý giá của mình, nhưng có một thứ mà cô luôn giữ lại, bộ kimono mà ngày trước nam tước tặng. Giờ cô sẽ tặng lại cho Chiyo để làm vốn tái nghiệp. Không chỉ có Mameha, Chiyo còn gặp lại Bí Ngô. Với giao diện nay đã khác xưa quá nhiều, Chiyo tỏ ý muốn xin lỗi Bí Ngô về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Với cô ả bây giờ mấy thứ đó đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả, nên là cứ vô tư thôi. Và người cuối cùng mà Chiyo tìm đến là Mama. Bà đã mở lại một Okiya khác, nên khoản trang điểm và họa mặt Chiyo sẽ không phải lo nữa. Mọi sự chuẩn bị hoàn tất cho một màn trở lại của một geisha danh tiếng một thời. Thứ duy nhất khiến Chiyo canh cánh là liệu rằng bản thân có được chủ tịch chú ý trong cái thế giới đã thay đổi quá nhiều như thế này. Sau khi những cá nhân trong cuộc chơi đã đến đủ, họ lên máy bay để đến một hòn đảo ngoài khơi xa. Sau màn tắm tiên, tên đại tá đã tiếp cận Chiyo. Hắn ngã giá như một gái gọi tầm thường. Chiyo nhất quyết từ chối, đơn giản vì nó không phải tục của geisha. Mọi chuyện xảy ra đều bị Nobu chứng kiến. Ông ta tức giận vì Chiyo đã to nhỏ với gã đó. Người đàn ông từng rất kỷ luật giờ cũng đã bị thay đổi. Mọi thứ Nobu làm chỉ để trở lại giàu có. Khi đó ông ta sẽ là người bảo trợ cho Chiyo, đúng hơn là sở hữu cô trong tay. Tuy nhiên đó không phải là thứ Chiyo mong. Bao năm qua đã là quá đủ với Chiyo rồi. Giờ cô chỉ muốn được bên chủ tịch mà thôi. Vậy nên cô đã nhờ Bí Ngô giúp mình. Chiyo sẽ để gã đại tá đưa đẩy. Trong lúc ấy Bí Ngô hãy đưa Nobu đến chứng kiến, để từ đó gã từ bỏ. Tuy nhiên đến khi thực hiện, người đến lại là chủ tịch. Chiyo cố đuổi theo người thương, nhưng biết giải thích sao đây. Bất lực trước những diễn biến bất ngờ, Chiyo chất vấn Bí Ngô tại sao lại làm như vậy. Cô ả cũng lật bài ngửa luôn, cả chỉ để trả mối thù hận năm xưa, để cho Chiyo tận cái cảm giác mất hết tất cả, mang trong mình nỗi uất hận. Chiyo hiểu rằng mối quan hệ với chủ tịch giờ đã thực sự hết cứu. Tuy nhiên tương lai lại là một thứ khó nói. Trong lần đi tiếp vị khách giàu nhất Osaka, Chiyo đã gặp lại chủ tịch. Lúc này ông cũng không che giấu lòng mình nữa. Ngay từ cái cuộc gặp bất ngờ tại quán rượu, chủ tịch đã nhận ra Chiyo. Từ đó ông đã sắp xếp tất cả để được gặp lại cô. Tuy nhiên vì món nợ với Nobu nên ông đành ngậm đắng mà nhường người con gái này. Khi mọi thứ đã quá rõ ràng thì mọi sự sẽ ổn thỏa.
từng bước của Chiyo cuối cùng cũng đến được chỗ của chủ tịch. Đúng hơn là họ đã từng bước đến gặp nhau. Cô gái vô định năm đó giờ đã có được chỗ dựa thực sự cho mình. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.